chuyện xứ gửi khi tôi bỏ cái 400.000 chơi là tụi kỳ nhông Asolot này phân kỳ tích chù chòa mới đó mà đã 2 tuần rồi. Thì theo như khảo sát mọi người đồn nhiều nhất là tụi nó bị nắp. Và mình đắn đo suy nghĩ miết, cuối cùng mình quyết định là dẫn chị mua. Mặc dù là da trơn kỵ muối nhưng mà còn hơn là dùng mấy cái thuốc linh tinh còn chết dữ nữa. Những ngày đầu sau khi đánh muối hả, tính ra cũng thảm lắm. Nhưng mà chị bệnh thì phải kiên trì. Và phải nói lúc đó là tụi nó nhìn không có hy vọng gì hết. Nên là để hạn chế suy nghĩ nhiều, tôi chuyển sang chơi mấy cái cây xiên đá này nè cho não nó tỉnh tâm. Và đây là thành quả sau 2 tuần chơi xiên đá. Mà ban đầu tính chơi có một cây thôi, tự nhiên đẻ ra cho một gừng. Trời, nó đơm hoa kết trái luôn. Thì coi như chơi xiên đá tính ra cũng thành công. Giờ thì cũng tới lúc kiểm tra tụi Asolot, không biết đây có nên gọi là kỳ tích hay không nữa. Vì ngoài bị còi xương ra thì thật ra tụi nó hết bệnh rồi nè. Da trong trẻo láng mịn như là vừa mới được hồi sinh. Mà đau rụng hết trơn á, trời rồi. Còn đây là hiện tượng đóng hòm sau bao nhiêu ngày không được tắm. Phải màu đen thì đâu có thấy hòm đâu ha. Và đây là bữa ăn đầu tiên sau khi được gọi là tái sinh của tụi nó. Ăn như chưa từng được ăn, đút cho ăn mà còn giận hờn nữa. Ăn lẹ đi để còn mập mạp cho qua nhà mới. Đắp bụi hết trơn rồi. Phải nói hành trình nuôi tụi bay đúng là kiểu khổ.